morning, church, would you stand to your feet as we open up in a prayer? Father God, we thank you, Lord, for bringing us here this morning to worship you with all of our hearts, God. We thank you, Lord, that you have called us, Lord, to be children of you, Lord, and we can give you our all. Father, we ask, Lord, during this time, God, that your presence, Lord, would be here and would be tangible, Father. We thank you, Lord, in Jesus' name, amen. King of glory, strong and mighty is he. He's
종의 마리의 피 Seen it on the
Jesus, take my life.
for your name is holy. Amen, amen. God, you are holy. God, you are worthy. Chúa ơi, Ngài xứng đáng. You are worthy of our praise and adoration. Ngài xứng đáng được thờ phượng và sự chiêu mến của chúng con. Receive our worship today, God. Xin Chúa nhận sự thờ phượng của chúng con. We thank you, God. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 You may have a seat. Praise the Lord. Let's give the Lord a hand. Mời thánh cùng ngồi. Greetings to you, church. As with the beginning of every month, we take part in this Holy Communion. Mỗi tháng thì chúng ta có tiệc thánh. This is a time in which we remember what Jesus Christ did for us. Điều này nhắc nhở chúng ta về điều mà Chúa Giêsu đã làm. His body is broken on our behalf. Thân Ngài vỡ ra vì cớ chúng ta. The blood that poured out so that we would be in the new covenant with Him. Huyết Ngài đổ ra để chúng ta có một cái giao ước mới với Ngài. We were not. Jesus didn't tell us to remember His birth, but He instructed us to remember His death. Ngài không nhắc chúng ta nhớ đến cái ngày Giáng sinh, nhưng nhớ đến cái sự chết của Ngài. And so today we do that out of obedience. Ngày hôm nay chúng ta làm điều đó. Of course, you are no stranger to the wafer and the cup that you will receive. Chúng ta không lạ với bữa tiệc thánh, chén và bánh. But the Bible tells us that this, what we are about to take part in, is strictly for believers. Điều mà chúng ta sắp làm đó là lễ tiệc thánh. Đây là cái điều dành cho những người đã tuyên xưng và tin nơi Chúa Giêsu. When we practice this, we take part in the bread or the wafer and the cup. We not only remember Jesus and what He did on our behalf, but that also the promise that He's coming back for us as well. Chúng ta sẽ nhận bánh và chén. Điều này cũng nhắc chúng ta nhớ về sự trở lại của Ngài nữa. The Bible tells us that before we receive this, we must search our heart to make sure it is right before the Lord.
Điều cần đó là chúng ta xét lòng mình trước khi dự. So as you receive the cup, search your heart, come to the Lord now. If there's any sins that you need to confess, do that and ask for forgiveness. Trước khi dự, tôi mời Hội Thánh đến với Chúa để xưng tội mình, làm sạch lòng mình trước khi dự. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, eat this, my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh chị em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. If you will, let's take this in remembrance of our Lord Jesus and the body broken for us. If you will rise, let's take this. Chúng ta cùng nhau đứng, hãy cùng nhau dự dự bánh. Đó là thân thể Chúa Giêsu. After they took a bread, Jesus took the cup. Sau khi ăn bánh thì Chúa lấy chén lên. He said, "This is my blood." Đây là huyết ta. Poured out. Đổ ra. So that you will be in the new covenant. Để Hội Thánh Ngài có một cái giao ước mới. When we take in this cup, we say that we are in the new covenant, the covenant with God and the Spirit of the Holy Spirit. Khi chúng ta dự chén, đây là cái giao ước mới với Chúa và Thánh Linh của Ngài. Let's take it. Dear God, Lord, we thank you that you love us. Cảm ơn Chúa, Ngài yêu chúng con. Lord Jesus, we thank you that you gave your life for us. Cảm ơn Chúa, Ngài ban cả cái mạng sống của Ngài. And Lord, today we remember, God, what you did on our behalf, Jesus. Nhưng còn hôm nay nhớ đến điều mà Chúa làm cho chúng con. Help us to remember it daily. Giúp chúng con nhớ. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. You may have a seat. Bạn có thể ngồi. This morning, as we remember what Jesus did for us on the cross. Sáng nay chúng ta nhớ đến điều Chúa Giêsu làm trên thập tự giá. God's love for us was shown on the cross. Tình yêu đó bày tỏ trên thập tự giá. And so let us this morning continue to worship God through our giving and our offering. Chúng ta tiếp tục thờ phượng Ngài bằng sự dâng hiến. And praise the Lord as we give into the kingdom. Many people will hear of what Jesus did for all of us. Khi chúng ta dâng hiến thì bày tỏ điều mà Chúa Giêsu đã làm cho nhiều người giữa dòng chúng ta. There are many people that we know, whether at work or at school, who do not know Jesus yet. Rồi những người mà ở tại công sở hay là những nơi chúng ta làm việc thì họ cũng chưa biết Chúa. And praise God for all the kids at our church, because one day they will be the next leaders at our church.
Chúng ta cũng cảm tạ Thiên Chúa vì thế hệ trẻ họ là sẽ thế hệ nối tiếp cho Hội Thánh. And so as we tithe and give back into God's kingdom, these kids will one day know Jesus for themselves. Chúng ta dâng hiến để tiếp tục cho những thế hệ sắp tới. For that is the next generation. Đó là thế hệ kế tiếp. The next generation that will win many people to the Lord Jesus. Và thế hệ đó sẽ tiếp tục công việc truyền giáo và đem nhiều linh hồn. And so we have your offering envelope out right now. Let's pray over the offering and give this time to the Lord. Xin chúng ta chuẩn bị cái của lễ dâng ở trong bao thơ. God, we thank you, God, that this morning we can come to worship you. Cảm ơn Chúa cho chúng con đến thờ phượng Ngài sáng hôm nay. We thank you, God, that you brought Jesus down to die for our sins. Cảm ơn Chúa ngài ban con một ngày Chúa Giêsu để chết thay cho chúng con. And God, we ask that you will bless the offering that is being collected. Chúng con xin Chúa ngài ban phước trên của dân. And we just pray, God, that it will be used to spread the good news of Jesus Christ everywhere we go. Và những của dân này sẽ trở nên những công cụ để nói rộng nước của ngài. For there is a generation out there who have yet to hear of your son. Nhiều người ngoài kia còn chưa nghe đến tình yêu của Chúa Giêsu. And we pray, God, that everyone will get the opportunity to make the greatest decision they could ever make. Xin Chúa dùng điều này tạo cơ hội để những người đó có thể có cơ hội nghe về tình yêu Ngài. And we ask, God, that you will bless everyone online and everyone giving today. Xin Chúa ngài ban phước lành cho những ai đang dâng hoặc ở trên mạng hay ở tại đây. For their faithfulness to give. Xin Chúa ngài ban phước trên lòng trung tín của họ. And we thank you, God, for your faithfulness in our lives. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín ngài trên đời sống chúng con. In Jesus' name we pray. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. Amen. We have one special announcement this morning. Có một thông cáo sáng hôm nay. This Tuesday is July 4th. Ngày 4 tháng 7 là ngày độc lập, là ngày thứ ba. Because of this holiday, we will not have Tuesday night prayer meeting. Chúng ta sẽ để dành ngày này cho gia đình và không có buổi nhóm cầu nguyện. Church will be closed. Hội thánh tối thứ ba không có mở cửa. And our pastors encourage all of us to spend time on Tuesday with our families at home. Mục sư chúng ta khích lệ là quý vị ở nhà dành thời giờ cho gia đình. And speaking of our pastor, nói về mục sư, please pray for him and the team that went to Malaysia because many are coming back this week. Xin hội thánh tiếp tục cầu nguyện cho mục sư và nhóm truyền giáo để họ trở về nhà được một sự bình an. Amen. Amen. And so for the rest of the announcements, please look at the screens behind us. Phần còn lại thì xin hướng về màn ảnh để xem thêm phần thông cáo. God bless you. Chúa ban phước. Xin chào buổi sáng tốt lành đến tất cả con cái Chúa có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với BBC, chúng tôi rất vui và chào mừng bạn. Để chúng tôi được giữ liên lạc với bạn, vì vậy xin vui lòng lấy một tấm phiếu liên lạc được đặt nằm trong ngăn túi ở hàng ghế phía trước mặt bạn để điền vào địa chỉ email và giao lại cho một trong những người tiếp tân của chúng tôi khi bạn rời khỏi nơi đây. Và trước khi đi vào buổi nhóm ngày hôm nay, con sẽ có một vài thông báo ngắn gọn cho tuần này. Điều đầu tiên, xin hãy tiếp tục cầu nguyện cho ông bà Mục sư Khánh và đội phục vụ tại Đại hội ở Đông Nam Á. Và nếu như bạn muốn cầu nguyện chi tiết hơn, vì vậy xin hãy đến cùng tham gia với chúng tôi vào mỗi tối thứ ba lúc 8 giờ tại BBC để chúng ta có thể đứng chung để cầu nguyện cho Hội Thánh, đất nước của chúng ta và tất cả cộng đồng của Đức Chúa Trời nói chung. Và tiếp theo, BBC sẽ có buổi nhóm chung vào Chủ nhật ngày 9 tháng 7 lúc 11 giờ trưa để tưng bừng kỷ niệm cho 34 năm ngày thành lập BBC. Và điều cuối cùng là dành cho tất cả các bạn trong đội phục vụ của Hội Thánh. BBC sẽ có một buổi tiệc dành riêng cho tất cả các bạn nhằm để cảm ơn tất cả những gì mà bạn đã phục vụ cho Hội Thánh trong năm nay. Hãy cùng tham gia bữa tối thông công với chúng tôi vào lúc 6 giờ tối ngày 9 tháng 7. Và đó là tất cả những gì cho hôm nay. Bây giờ xin vui lòng giúp con chào đón lên mục sư Michael Đạt Trương và chú Phương Hoàng sẽ chia sẻ lời Chúa cho ngày hôm nay. Good morning, church. Chào buổi sáng, Hội Thánh. It is good to be back with you again. Tốt được gặp lại Hội Thánh. 2 weeks in a row. I'm going to miss you next week because I'm going to be down there. But I enjoyed the last week and a half with you.
liên tục hai tuần được ở với giảng dạy, nhưng mà tuần sắp tới thì tôi sẽ ngồi dưới đây. We hope that you will enjoy July the 4th with your friends or your family or by yourself sleeping. Whatever it is, get some rest and spend some time together. Hy vọng là hội thánh sẽ có thời giờ với gia đình hay là ở nhà ngủ, tùy theo. Tuesday, of course, like Minh said earlier, Tuesday is canceled. This is one of the few times that Pastor Khang will allow this to happen because Tuesday prayer is very important to him. But we also recognize the importance of family and personal time as well. Nhớ rằng sự cầu nguyện của đêm tối thứ ba rất là quan trọng, nhưng mà cái tối hôm đó chúng ta dành thời giờ cho gia đình thì dùng thời giờ đó để nghỉ ngơi. We celebrate Independence Day on this Tuesday, and so you know, we are reminded that God has blessed us in this wonderful country. Ngày lễ độc lập, đây là cái ngày nhắc chúng ta nhớ đây là một đất nước vĩ đại. I stand here in front of you. I know many of you are refugees or immigrants who came over to America years ago. Điều này nhắc tôi nhớ rằng hầu hết chúng ta là những người di dân đến đây. My family, we came here in 79 through Malaysia, and we were brought over here and sponsored by an American church. We never met them. Chúng tôi rời khỏi Việt Nam năm 1979 và có hội thánh đã giúp đỡ để bảo trợ chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề biết. And even today we don't know which church it was, but we're grateful that we were sponsored to come over here, and we were the first in our family to be over here, and so and God has blessed us since then. Cũng kỳ lạ đó là tôi cũng không biết hội thánh nào đã bảo trợ chúng tôi. You know, for us, we came over here because the promise was there was something better, safer. The parents wanted us to have good education. Cái điều mà lý do đến là chúng tôi tìm lấy một cái tương lai tốt hơn, có một cái triển vọng tốt. I hope whatever your hope was when you came over here, that God has blessed it and that you are experiencing it today. Có thể lắm đây là các bạn có thể đến đây với một niềm hy vọng, thì cũng xin Chúa Ngài ban phước trên cái niềm hy vọng mà quý vị đặt. I shared with the morning service at 9. I said, you know, I am one of the few people among my friends who chose his own name. I chose my name, Michael. Tôi cứ chia sẻ với nhóm trẻ sáng hôm nay đó là tôi là cái người đã tự chọn lấy cái tên của mình và tên đó là Michael. Not many people can do that. I know many of you have your own name. You chose your own name. Có nhiều người trong chúng ta cũng đã chọn cái tên và chính mình đã chọn và làm điều đó. You look like a Dũng, but your name is actually Bob. You look like a Dũng, but your name is actually Bob. Bạn có thể nhìn thấy mình như là người tên là Dũng, nhưng mà thật ra là Bob. I remember when we became U.S. citizens after eighth grade. It was a wonderful time. I've always wanted to be an American. Khi tôi lên lớp 8 thì tôi đã trở thành công dân Mỹ và tôi. And you know, true, this country, living here, it was not easy, but you know what? It's so much better than what we had, right? Cuộc sống ở đây thì không phải dễ, nhưng mà tốt hơn với những gì chúng ta có. And God has allowed us to learn many things, one of which is to know about Jesus. Điều chúng ta học được đó là chúng ta nhận biết từ Chúa Giêsu. And today we have freedoms that we otherwise would not have. Ngày hôm nay chúng ta có được cái sự tự do mà chúng ta có thể không có ở tại quê nhà. Today we have opportunities that we have that we would not have where we were. Chúng ta có được những cơ hội tốt để làm việc và phát triển mà chúng ta có thể không có ở tại quê nhà. Today Vietnamese people are everywhere. They're in the White House, they're in the business, and there's also Vietnamese in the list of billionaires in the world as well. Yeah, nhiều nhóm người Việt Nam sau khi đã tha hương, họ đi khắp nơi, thì ở Mỹ họ có nhiều thành công ở trong mọi lĩnh vực chính trị, thương mại, và có nhiều người cũng là những người tỷ phú. We have God has blessed the Vietnamese people. Chúa có ban phước cho người Việt. And we are grateful, and the Bible tells us that we must continue to pray for the peace of this country and our city in which we live. Chúng ta được phước và cũng phải biết ơn và tiếp tục cầu nguyện cho đất nước mà chúng ta sống. So before we go on, let's go ahead and pray for today's service, but also for our great country. Chúng ta đi vào bài học với bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
Lord, we are grateful, God, Lord, that you love us. Con tạ ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con. Father, Lord, we are grateful, God, Lord, for this country here in which we live. Chúng con rất tạ ơn Chúa vì đất nước mà chúng con đang sống ở đây. Lord, we ask that you continue to bless America, Lord, and the things that take place here. Chúng con xin Chúa Ngài ban phước cho nước Mỹ cũng như những điều đang xảy ra ở tại đây. Lord, give wisdom, God, to our leaders. Ban sự khôn ngoan cho người lãnh đạo. Lord, send people their way that would give them godly advice as well. Xin Chúa gửi đến những người tin kính để giúp đỡ nhận lấy những sự khôn ngoan. Lord, as we pray for them, God, we ask that you would cause, God, Lord, our nation, Lord, to face towards you. Xin Chúa Ngài làm việc và giúp đỡ đất nước này hướng về Ngài. We thank you. Con tạ ơn Chúa. We lift up our country and our great city, Houston. In Jesus' name we pray. Chúng con dâng lên Chúa đất nước và thành phố Houston trong danh Chúa Giêsu. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Just as you become a citizen of a country, to be a citizen of heaven has some requirements as well. Cũng như trở nên một công dân của nước Mỹ thì có những đòi hỏi cho chúng ta là công dân của nước trời. And today I want to share with you something that I believe that as believers, if we would practice this appropriately, that God can bless us. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về lối sống của những điều theo dựa theo lời Chúa sẽ là sự phước hạnh. The question I pose is it possible that your money is cursed? Đặt câu hỏi đó là có thể lắm những cái nguồn tài chính chúng ta có đã không được phước và bị rủa xả. Is it possible that maybe you make money, but for some reason at the end of the month you never see it? It's not around. You have too many expenses, but you don't bring in enough. Chúng ta có thể đặt câu hỏi chất vấn là tôi làm ra tiền nhưng tất cả những điều đó đã đi đâu rồi? Or maybe you run a business, but you find that your business is plateau, it's hit a wall, and you can't move beyond it. Có thể là một cái cửa hiệu thương mại nhưng nó không phát triển. Or maybe in your job you find that you have all the talent, you're just as good or as even better than the person that's being promoted, but you're not being promoted. Các bạn có thể là những người làm việc ở tại các công sở có tài năng, có những năng khiếu nhưng cũng không có thể phát triển được. I believe that there's a possibility because you may fall under a curse because there's certain principle that you're not applying. Có thể lắm là những điều đó, những cản trở đó khiến đang gặp những sự rủa xả vì không theo định luật của Chúa. God has placed principles in life that if we would apply, it would automatically bring us the blessings that we need without even asking God for it. Có những nguyên tắc khi chúng ta làm theo thì chúng ta được phước ngay cả khi không có cầu xin những điều này. Otherwise, in other places, there are principles that if we apply properly, it would keep us safe and it would keep us from harm. Có những cái nguyên tắc mà chúng ta áp dụng thì điều đó cũng bảo vệ và giúp đỡ chúng ta. Like the law of gravity that we have here. Chẳng hạn như là luật của sự law of gravity, what comes up must come down. Của những cái vật thu hút đó. Nó điều gì thảy lên thì nó sẽ rớt xuống. Now if I decide to tell you that I feel like being Superman and I'm going to jump off of this and fly, what do you think is going to happen? Ví dụ như tôi đang đứng đây và có cảm giác như tôi là người siêu nhân mà muốn nhảy xuống, điều gì sẽ xảy ra? This sermon will be very short, don't you think? Because I will be in the hospital most likely. Đương nhiên cái bài giảng này sẽ rất là ngắn vì tôi phải đi bệnh viện. Why? Because there's a principle there, there's a law there that God has put into place called gravity that if I do not obey it and be careful, I will hurt myself. Tại sao vậy? Vì đó là định luật mà Chúa đặt ra, nếu tôi không vâng theo, chắc chắn là tôi sẽ phải đi bệnh viện. In the Christian life, there are laws and principles that the Lord has put in place that maybe because we know but we're not properly applying or we do not know about it, that it's not giving us the best of our life. Cũng vậy đối với những người cơ đốc nhân, nếu chúng ta đi theo Chúa nhưng không biết luật nhưng không làm, hay là biết luật làm nhưng không làm đúng. And so today I hope to share with you some Bible verse to help you so that you can go home and examine your life to see if you're following one of the most important principles in the Bible. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tra xét lời của Chúa để đi theo những định luật mà Chúa đã định. Today I share with you as someone who recently learned this in the last 3 years and has really seen God move in an amazing way. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về công việc của một người đã chuyên tâm về định luật này, đã tìm hiểu và học hỏi về định luật này trong suốt 2-3 năm. So I am a student of this and I want to share this with you because it changed my life and I've been blessed by it. I want you to be blessed by it too. Tôi cũng là học viên của ông và tôi đã nhận lấy nhiều sự phước hạnh và học nơi từ những điều này, và tôi cũng muốn chia sẻ như vậy
tất cả những điều này cho hội thánh. I believe that as a church, if we would apply this, it would bless us tremendously too. Tôi tin rằng nếu hội thánh áp dụng và tuân thủ làm theo thì hội thánh sẽ được phước. 3 years ago, I had a chance to listen to a sermon by a pastor named Robert Morris. Ba năm trước thì tôi có nhận được sự dạy dỗ từ mục sư Robert Morris. Robert Morris. He also wrote a book called The Blessed Life and the Blessed Church. Ông viết cuốn sách là Một đời sống được phước và một hội thánh được phước. Those are two separate books, but it, đây là hai cuốn sách khác nhau. It lays out the foundation of what the Bible teaches on being givers. Đây là một cái điều mà ông đã ghi ra một cách rõ ràng thế nào để chúng ta sống theo nguyên tắc. Being the book teaches us and pulls from the Bible of we are to be people who are generous in our life. Đây là những nguyên tắc mà đòi hỏi chúng ta để sống theo và trở nên đời sống dư dật. As I shared with you last week, what is more powerful, the person who gives or the person who receives? Từng rồi tôi có chia sẻ ai là người được phước, người ban cho hay là người nhận lãnh? Of course, the person who gives is powerful because you can determine when and how much you give. Người cho thì có quyền quyết định khi nào. And so God wants us as believers to be generous in how we give. I'm not talking about just money, but of our life. Tôi không chỉ nói đến vấn đề ban cho nhưng mà cách chúng ta. Sorry. We should be generous with our life, not just to give. I'm not talking about money alone, but just our life in general. Ở đây không nói đến vấn đề mà tiền bạc đâu, nhưng mà nói về cái sự ban cho ở trong đời sống của chúng ta. Now I'm going to tie it back to money because money is an important part of our life. Điều mà tôi nói đến đó là tiền, nhưng mà bởi vì nó dính liền với những điều trong đời sống của chúng tôi. The Bible, the principle of the Bible teaches us that we are to give God first priority. Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta cần dâng cho Chúa phần 10. The first portion of every increase we have belongs to God. Tất cả những gì mà chúng ta có, 1/10 của nó thuộc về Chúa. I believe because many people are not applying this that they are facing curses in their life. Tôi tin rằng sự rủa sả đến khi người ta không làm theo định luật phần 10, dâng phần 10. And so I want to use God's word to help shine light on how we can bring blessing into our life properly. Tôi muốn dùng lời của Chúa để ánh sáng của Ngài chiếu sáng ở trong vấn đề này để chúng ta được phước của Ngài. And so those of you who are wondering, I am going to be talking about money. Yes. If you're wondering, I am going to talk about money. Yes. Nếu các bạn nghĩ đang suy nghĩ rằng tôi đang nói về tiền, đúng, tôi đang nói về tiền. Because I think that money has and possessions have a big part in our life. Vì tiền có là một phần của những gì mà chúng ta có thể có. I share you a lot about my son, but you know my son, we're teaching him how to share. Tôi có một đứa con trai, tôi dạy nó về vấn đề san sẻ. And of course I share with you this a lot, but you know my son once in a while, you know, I'll ask him for something that I gave him already just to see if he will share with me. Tôi thử nó bằng cách là tôi xin nó những điều mà tôi đã cho nó. So you know, can you share with me your ice cream? Như là chẳng hạn như là tôi mua nó cà rem và nói cho ba ăn cà rem. Of course we know that's not fair because you know ice cream is very important to a kid. Chúng ta biết cái điều này cũng rất rõ ràng, đó là ice cream nó cũng là quan trọng cho đứa nhỏ. No. But you know, I share with you know, I would ask him, may I have some? Rồi tôi đến với nó, tôi hỏi rằng cha có thể ăn một ít không? Of course he always says, you know, dad, you don't need this, you know, I can get you something else. Nhưng mà nó lại khước từ và nói theo cái cách khác, đó là cha ơi, cha không cần. Of course, you know, it's our hope as parents to want our children to learn basic things like sharing, right? Đương nhiên những người làm cha làm mẹ thì muốn con cái mình nó chia sẻ. I am especially proud of my son because you know he is learning to share with his younger sister, so that's at least that is good. Nhưng mà điều mà tôi cũng rất là tự hào đó là con trai của tôi nó cũng san sẻ những điều đó, những gì nó có cho em gái mình. When I talk to my son, I say, you know, sharing is good. He says, yes, sharing is good. Khi tôi hỏi nó rằng sự san sẻ mình chia sẻ với người khác có tốt không? Nó But when I ask him for his favorite toy or when I ask him for something, he's like, let me think about it. Nhưng khi tôi nói nó cho cha chơi hay là san sẻ một phần gì của con trong đồ chơi này không thì nó Why? Because we can say many things about what we believe, but it's not until we have to give it or share that we realize what our heart, you know, what the status of our heart.
Cũng vậy, khi chúng ta nói về niềm tin thì chúng ta có thể nói về những gì chúng ta muốn làm, nhưng cái vấn đề đó là tấm lòng khi chúng ta cần làm điều đó trong sự san sẻ. And I believe that the church has not talked a lot about money and giving, and so because of that, our people in general don't understand the proper use of it and how God can bless us through it. Cũng vậy, hội thánh ít khi nhắc về vấn đề tiền bạc, thành ra chúng ta cần phải học để dùng nó một cách đúng đắn. And so I see that this is my part. I want to share this so that you can be blessed. Trách nhiệm của tôi là san sẻ định luật này, cái định luật này để hội thánh có thể tiếp thu và làm theo. Open up. I want to share with you a story. A few years ago, my wife and I were praying, and God kind of placed it in our heart for this couple. They're about to get married. Tôi chia sẻ về một điều này. Vợ chồng tôi có gặp một cái cặp họ sắp sửa làm đám cưới. So you know, we were just one day. We both sensed something separately, and then you know, we happened to be talking, and we said, you know, I think God wants us to give him some money. Chúng tôi cũng nhận được đó là trong lòng đó là chúng ta cần phải cho họ một điều gì đó. And you know, of course, we know marriage. I mean, when they get married, it's a big deal, and so we prayed, and there was a number God gave us, and so we wrote a check and we gave it to them. Đương nhiên cái vấn đề hôn nhân rất là quan trọng. Chúng tôi được đặt trong lòng và chúng tôi cả hai đều đồng ý về cái vấn đề cho họ và viết ra một cái check. You know, we wanted, you know, we believe that God told us to, and so we gave it, and so I didn't think anything of it. Rồi Chúa cho tôi và tôi ban cho mà tôi không nghĩ nhiều về điều đó. But my wife shares with me the story of what happened when they got home and they opened up the check. Nhưng vợ tôi chia sẻ điều này với tôi rằng khi cặp vợ chồng này họ về nhà và mở phong bì ra vào they're not married yet, okay? So but they were talking, and then one day they opened up the envelope and they saw the amount of money we wrote. Lúc này thì trai trẻ này chưa có làm đám cưới, nhưng mà họ mở bao thư ra và chia sẻ. And the fiance at that time threw the envelope down and was scared. Khi cô nhìn thấy cái check mà tôi đã viết thì rất là ngạc nhiên. Và okay, it wasn't because I wrote a super big check, all right? It wasn't like that. Không phải vì tôi đã ghi xuống một cái check số tiền rất lớn. But it was because it was an exact amount that they had argued about the day before. Nhưng mà đó là cái con số mà họ cần, cái số tiền mà họ cần khi hai anh chị này họ đang tranh cãi. They argued about this particular amount of money, and we wrote a check and gave it to them the next day, and they did, and we had no idea of knowing, and so she was so scared, she didn't know what that meant. It kind of confused her, and it was like, whoa, God listens and hears us. Đây là cái câu chuyện giữa hai người đó về cái số tiền mà họ cần. Nhưng ngày hôm sau khi mà họ gặp chúng tôi và nhận lấy cái số tiền đó thì họ rất là ngạc nhiên vì đó là cái điều mà Đức Chúa Trời đã đáp lời cho họ. When I heard that story, it encouraged me so much. Điều này cũng khi nghe điều này thì lòng tôi được khích lệ. It encouraged me because it indicated to me that I listened to God and God confirmed that what I did was right. Điều khích lệ tôi đó là những gì xảy ra, tôi viết ra cái số tiền và cái người nhận số tiền, hai điều đó đi chung với nhau khiến tôi rất là được khích lệ. And it is true that it is better to give than receive, because I was just so grateful that I could be used like that, my wife and I could be used like that to bless somebody. Đương nhiên đó là ban cho thì tốt hơn nhận lãnh, và chúng tôi học làm điều đó. The reason I share with you this is one of the reasons why we want to be blessed financially is so that we can be generous towards people. Lý do tại sao chúng ta cần được phước đó là thì chúng ta trở nên nguồn phước cho những người khác. I know many of you go out and help people cook and you give money to many pastors or other people in need. Those are things you do because you're generous and because God has blessed you. Các bạn có thể đi ra giúp đỡ họ bằng cách là đi nấu ăn cho họ, giúp đỡ các mục sư và những người khác. Nhưng mà đó là những điều mà chúng ta cần phải trở nên. And God wants us to be like his son, is to be givers instead of just takers. Chúng ta phải cần giống như con của Ngài là ban cho hơn là nhận lãnh. God wants us to ultimately be able to give not only of our finances but our possession and of ourselves to people.
Chúng ta ban cho không phải chỉ tiền thôi, nhưng mà đó là chính mình, những cái gì chúng ta có hay là những điều mà chúng ta cần san sẻ. Because this is preparation for heaven. Đây là những điều chuẩn bị cho chúng ta cho nước trời. So that brings us to the first point is God wants our heart. Điều đầu tiên tôi nói muốn đề cập đến đó là Chúa muốn tấm lòng chúng ta. Deuteronomy chapter 13 verse 3. For the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Phục truyền đoạn 13 câu 3. Vì Chúa Đức Chúa Trời của anh chị em muốn thử anh chị em xem anh chị em có kính yêu Ngài với tất cả tấm lòng và với tất cả linh hồn hay không. The principle first is about making sure God is first in our lives. Cái định luật đầu tiên đó là phải duy trì Chúa là ưu tiên trong đời sống chúng ta. It follows along with Exodus chapter 20 when we are to have no other God before us. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 cũng nói với chúng ta rằng Chúa phải được đầu tiên. God wants us to place him first in our life. Chúa muốn được trở nên hàng đầu trong đời sống Because chúng ta. When we are first in his life, he can guide us and we can be blessed by the principles that he teaches us. Nếu chúng ta để Ngài là đầu tiên thì Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và Ngài sẽ giúp đỡ và ban phước cho chúng ta. Obedience or disobedience to God's principle reveals the condition of our heart. Vâng phục hay là không vâng phục đối với nguyên tắc của Chúa bày tỏ cái tình trạng tấm lòng của chúng ta. In Genesis 22:2, Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2. We see that Abraham tells God, not only tells him but acts out his faith when God tells him to sacrifice his one and only son Isaac. Trong Sáng Thế Ký thì chúng ta biết thấy nhận thấy rằng Abraham không những chỉ nói nhưng mà ông đã làm một điều, đó là ông dâng con của mình là Isaac. Genesis 22:2. Then he said, take now your son, your one and only son whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 2. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac mà đi đến xứ Moriah. Nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. We know that Abraham is a hero of the faith. Chúng ta biết rằng Abraham là người hùng của đức tin. And his response to God's command here solidifies that he is a hero of the faith. Cái đáp ứng của ông đối với mạng lệnh của Chúa cho biết rằng ông là người của đức tin. Because he was obedient. Vì ông đầu phục Chúa. Because he was obedient to follow through what he said he believed about God. Ông vâng phục và làm theo lời hướng dẫn của Chúa. As you know, Abraham was 100 years old. Chúng ta biết rằng Abraham 120 tuổi trong lúc. 100 years old when he finally got his son. Ông được con của lời hứa khi ông được 120 tuổi. 100 tuổi. So at 100 years old, he finally got his one and only son. Now God is saying, go sacrifice him. Ông nhận được đứa con của lời hứa, nhưng rồi lời của Chúa dạy, lời của Chúa phán cùng ông đó là dâng đứa con đó. But we see here Abraham didn't hesitate. He got the wood and his son and was ready to go. Nhưng Abraham không chậm trễ, ông đã có đem đứa con Isaac của mình và cũng đem củi để làm của lễ thiêu. I think it's very telling that he brought wood along with him. Điều này rõ ràng khi chúng ta thấy Abraham đã mang đi những cái khúc gỗ làm củi để bơm. Abraham was going to follow through on the sacrifice. Abraham sẽ làm theo như những gì để dâng con của mình. Abraham is not like us sometimes. Ông Abraham thì không giống như chúng ta ngày hôm nay. It's like, you know, God asks us to do something, we kind of okay, I'll do a little bit of it. Chúa kêu chúng ta làm điều chi thì chúng ta lần lửa và It's like when I was younger, my mom asked me to sweep the floor. Khi tôi còn ở với mẹ tôi lúc nhỏ thì bà kêu tôi quét nhà. So what we would do is sweep it underneath the carpet. Tôi cũng quét vậy, nhưng mà tôi quét bụi ở dưới những cái ghế. So all around it was clean, but underneath the carpet was dirty. Tất cả đều sạch sẽ, nhưng mà rốt cuộc những cái bụi đó thì lại quét để ở dưới cái tấm. I did it so that my mom would know I did it, but not because I didn't do it the way that I knew my mom really wanted me to do it. Tôi làm điều đó, nhưng tôi biết rõ đó là tôi không làm theo cái cách mà mẹ tôi muốn tôi làm.
The same way we can do that too sometimes. We say, God, just tell me what to do. Show up to church. Do I give some money? Do I, you know, don't curse at people? What is it? And then we say, okay, I did it. And then God, I'm a good person. Có thể chúng ta cũng làm giống như vậy, đó là đi nhà thờ, dâng hiến, hay là gặp những người mà chúng ta cần gặp. But Abraham, he brought wood. Nhưng mà không, chúng ta không tuân thủ giống như Abraham, đó là ông không những chỉ dẫn Isaac làm củi lễ thiêu nhưng cũng đem theo củi nữa. And he brought a knife. Rồi ông cũng đem theo con dao. And he brought his son. Rồi ông mang theo con trai mình. He was ready. Ông sẵn sàng. And because he was ready, God blessed him. Vì ông sẵn sàng trong đức tin, Chúa ban phước. Because see, Abraham didn't ask. You notice in here, Abraham did not ask why. Ở trong Sáng Thế Ký mà mình đọc đây thì ông Abraham không hỏi Chúa, hạch hỏi Chúa tại sao. Because here's the principle. Vì đây là nguyên tắc. The firstborn is always offered to God. Con đầu lòng là thuộc về Chúa. And so he said, okay, if God's not going to accept a lamb, then he'll take my son, then somehow I know God's going to give me something else. Nếu Chúa không cần con chiên nhưng mà cần con trai của tôi thì tôi biết chắc Chúa sẽ cho cái điều mà tôi cần. See, our actions reveal what is really in our heart. Những gì chúng ta làm bày tỏ tấm lòng chúng ta. It's quite possible that you can give to God or you can serve God, but you're not serving with all your heart. Có thể lắm chúng ta đang hầu về Chúa nhưng chúng ta không làm điều đó với tất cả tấm lòng. When you read the Bible, you see God says, "I want your heart." Chúng ta đọc Kinh Thánh thì thấy rằng Chúa muốn tấm lòng của chúng ta. You see, in the Old Testament, God says, they sacrifice, but their heart is far from me. Trong Cựu Ước, các ngươi dâng của lễ, nhưng lòng các ngươi thì xa ta lắm. Jesus came so that we can understand that God wants us in a relationship with him. Chúa Giêsu đến để bày tỏ cái liên hệ của Ngài đối với and chúng ta. And it's important that in this relationship that we are honest with one another. Ở trong liên hệ này rất quan trọng khi chúng ta tôn trọng lẫn nhau. And so in the relationship we have with God, God wants our heart. He just doesn't want us to do things. He wants our heart and be in relationship with him. Chúng ta có liên hệ ở trong cái điều này. Yeah, he wants us to be in a relationship with him. Chúng ta có Ngài muốn cái liên hệ, có cái liên hệ với chúng ta. And so that's why the first principle that we want to learn, the first principle we want to learn from here is the firstborn must be sacrificed or redeemed. Cái điều thứ nhì đó là con đầu lòng phải được dâng lên làm của lễ hoặc được chuộc lại. The definition of redeem according to Google Dictionary is to gain or regain possession of something in exchange for payment. Cái chữ được lại, mua lại, chuộc lại. It means to gain it back in exchange for payment. Sự phục hồi này nó nói đến cái ý nghĩa là mua lại, chuộc lại, trả hết. So when Jesus died for us, it was payment so that he can bring us back and bring us back into relationship with God. Cái điều này nói đến là Chúa Giêsu đã trả xong cái món nợ để Ngài mang chúng ta trở lại với Ngài. But here we talk about the firstborn must be sacrificed or redeemed. Nhưng mà đây là chúng ta nói đến đó là điều đầu tiên chúng ta cần phải cái trái đầu mùa cần phải được phục hồi. Exodus 13 verse 1 to 2. Xuất Ký Dư Ký đoạn 13 câu 1 câu 2. Then the Lord spoke to Moses saying, "Consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both man and beast, it is mine." Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, trong vòng dân Israel, bất luận người hay vật, hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng, bởi con đầu lòng thuộc về ta. Verse 12 and 13. You shall set apart to the Lord all that open womb, that is, every firstborn that comes from an animal which you have. The male shall be the Lord's, but every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb. And if you will not redeem it, then you shall break its neck, and all the firstborn of man among your sons you shall redeem. Câu 12 và 13. Hãy đem dâng cho Đức Giê-hô-va những con trưởng nam cùng cả con đầu lòng đực của các súc vật ngươi, vì chúng nó sẽ đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Nhưng mỗi con đầu lòng, con lừa đầu lòng, ngươi phải bắt chiên con hay là dê con mà chuộc, bằng không ngươi hãy vặn cổ nó đi.
ngươi cũng chuộc mọi trưởng nam trong vòng con trai ngươi. According to Jewish tradition, you have two types of animal, clean and unclean. Theo như người Do Thái thì có hai loại súc vật là sạch và không sạch. If the clean animal has a firstborn, then that firstborn needs to be sacrificed. Với những con vật sạch sẽ đó thì cái con đầu lòng được dâng lên. But if the animal was unclean, is considered unclean, it needed to either be redeemed or its neck broken. Đối với những con vật không được sạch đó, mình muốn giữ thì phải dùng một con chiên để chết thai hay để có thể phục hồi lại để giữ cái con vật không sạch đó. So you notice in this verse it says the donkey, if you have a baby donkey and you want to keep it, you need to sacrifice a lamb for it or else you must break the donkey's neck because the donkey is unclean. Khi một cái con chiên mà khi một con dê mà mình thích là con đầu lòng thì con dê đó muốn giữ thì phải có một con chiên khác chết thay cho nó. Donkey, một con lừa. Yeah. So here we see that the firstborn must either be redeemed or sacrificed. Vì vậy cái luật của con cái the firstborn must be redeemed or sacrificed. Cái con đầu lòng đó là phải được dâng lên hay là phải được phải chuộc, được mua được chuộc. In the case of a man, we are considered unclean because we have sin. Đối với con người chúng ta là tạo vật phạm tội. So let me ask you, from what I just shared with you, if we are unclean, then should we be sacrificed or redeemed? Nếu chúng ta là người không có được we're sạch sinful, đó, là người tội lỗi thì điều gì cần phải làm, hoặc là chúng ta là trở nên cái vật cúng tế hay là phải được chuộc? We have to be redeemed because we're unclean. Nhưng mà chúng ta phải được mua và chuộc vì chúng ta phạm tội. So we need a lamb to die on our behalf. Chúng ta cần chiên con chết thay. The Bible tells us that Jesus is the Lamb of God. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là chiên con của Đức Chúa Trời. He is the first and only Son of God. Ngài là con đầu lòng của Chúa Trời. So he was sacrificed to redeem us. Chúa Giêsu phải hy sinh vì cớ chúng ta để chuộc chúng ta. That principle is throughout the Bible. Cái định luật đó là được ghi lại trong suốt Kinh Thánh. The firstborn of an unclean animal, they were are considered cursed. Những cái con vật xanh đầu tiên được kể là rủa xả. And because it's cursed, that means it's their sin, and so it must die. Vì cớ sự rủa xả đó, nó phải bị chết. Take a step back. When Adam and Eve sinned, the Bible says that everything is cursed because of what they did. Chúng ta trở lại sáng thế ký, khi Adam và Eva phạm tội thì đất bị rủa xả. And the Bible tells us is that for the wages of sin is what? Chúng ta nhớ rằng tiền công của tội lỗi là gì? Death. Là sự chết. Death is the curse. Sự chết là sự rủa xả. And so what we need is, the Bible tells us that we are going to die spiritually, but Jesus came to save us so that we can live eternally with God. Chúng ta nhớ rằng khi chúng ta phạm tội thì chúng ta chết đi phần tâm linh và chúng ta cần sự cứu chuộc. Okay, remember that and I'm going to come back to that in a little bit. Hãy nhớ tôi, chúng ta sẽ trở về điều này. So Jesus died once and for all for us, and so we just have to, when we sin, we ask for forgiveness, but we don't need to sacrifice Jesus every time. Nhớ rằng chúng ta được mua được chuộc, nhưng chúng ta không cần phải để Chúa Giêsu cứ phải bị chết thay cho chúng ta liên tục như vậy. Jesus died one time for us forever. Chúa Giêsu chết một lần đủ cả cho chúng ta. The problem is our money, our flock, our animals, our food, it's still under the curse. Hãy nhớ rằng những gì chúng ta có, các chiên, các ràng, tất cả những gì chúng ta có thì vẫn còn ở dưới sự rủa xả. That's why the Bible says that when we pray we are to bless our food. Bởi vậy khi chúng ta nhận thức ăn thì chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban phước. The Bible says that when we eat food, we don't know if it's offered to another idol or a god. Khi chúng ta ăn vào thì chúng ta không biết những thức ăn đó trước đó có được dâng cho các tà thần hay không. We don't know that. So what we do is we take the food and we say, God bless this food.
and cause it to nourish my body in Jesus' name, amen. So we not only thank God, but we ask that the food, whatever it was, whether it was offered to idol or not, now we make it so that we can consume it. Cũng vậy, khi chúng ta nhận lấy một điều gì đó ăn, chúng ta không biết nó đến từ đâu. Chúng ta cầu nguyện tạ ơn và xin Chúa Ngài cất đi những rủa xả và làm cho nó được trở nên thức ăn tốt. When you bless your food, you redeem it from whatever purpose it came from, you redeem it for the purpose of nourishing your body. Khi chúng ta cầu nguyện như vậy thì chúng ta trừ khử đi tất cả những sự rủa xả để những thức ăn đó nó phục hồi và làm tốt cho thân thể chúng ta. In the same way, think about this. Then the money that you make as well on this earth, you don't know what you know, you don't know if you work for a big company, you don't know what your company did to get the money, but you work for that money, and so you are to pray and bless that money that you receive as well. Cũng vậy, khi chúng ta làm ra tiền thì những người mà chúng ta phục vụ đó, chúng ta không biết họ cách họ làm như thế nào. Những gì chúng ta nhận thì cũng xin Chúa Ngài ban phước để cất đi những rủa xả đó. I want you to think about this. If those of you who carry cash, you don't know what that cash did. Đối với những người chỉ xài tiền mặt không thôi thì chúng ta không biết những cái tiền tệ đó đã trao đổi như thế nào. They say that a lot of the cash we carry has a little bit of drugs on it. Nhiều người họ có cái ý tưởng rằng cái tiền mà chúng ta dùng đó, một ít trong những cái tiền đó có liên hệ đến vấn đề thuốc They say somehow in circulation the money reaches and is touched by some type of drug activity. Có thể lắm là trong những cái số tiền mà chúng ta nhận đó, có một số đã có những người buôn bán ma túy, họ đã dùng điều đó, dùng cái tiền đó. So we don't know what happens to this money, so what do we do? Do we throw the money away? Chúng ta không biết điều gì xảy ra cho số tiền này, nhưng mà nó nằm trong tay chúng ta. I know you don't want to throw your money away, right? Chúng ta lại có thể phải giục số tiền này đi sao? I want to let you know, if you want to throw it away today, there's a trash can out there, it has a lid, put it in there, and I will pick it up later. Nếu như vậy thì quý vị có thể đem cái tiền đó giục thùng rác nhưng mà để đó. No, we don't throw the money away, we ask God to bless it. No, không phải đâu, chúng ta không làm vậy, chẳng vậy, chúng ta xin Chúa Ngài ban phước. In the same way, in our business, the same way. Thì cũng vậy đối với những công việc chúng ta We ask God to bless it. Xin Chúa ban phước. But how do you ask God to bless it? Nhưng mà chúng ta xin Chúa ban phước thế nào? Stay with me, okay? Xin tiếp tục ở với tôi. So we said that the first fruits, I'm sorry, let me make sure. The firstborn must be sacrificed, and the second part is the first fruit must be offered up to God. Chúng ta phải dâng cho Chúa hoa lợi đầu mùa. When you honor God with the first fruit of your possession, whether animal or harvest, you invite God's blessing into your life. Khi chúng ta làm cái điều đó, dâng cái của lễ đầu tiên đó, thì chúng ta mời gọi cái sự phước hạnh của Chúa. Proverbs 3, 9 through 10. Châm ngôn đoạn 3, câu 9, câu 10. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Hãy lấy tài vật vào huê lợi đầu mùa của con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và thùng của con sẽ tràn rượu mới. So what is the requirement to have our barns filled and our vats overflowing? Đòi hỏi như thế nào để những cái vựa lẫm được đầy và những cái thùng rượu được tràn? It is if we honor God with the first part of our possession. Khi chúng ta tôn trọng Chúa với những cái tài vật đầu tiên của mình. So what we're looking for here is it's not just any portion, it's not the remaining portion, but the best portion. That's what God wants from us. Không phải là những gì chúng ta có hay là những gì mà chúng ta còn lại, nhưng phải là cái phần dâng tốt nhất. In Exodus 23:19 says the first of the first fruits of your land you shall bring into the house of the Lord your God. Xuất Ê-tô Ký đoạn 23 câu 19, những hoa quả đầu mùa của đất ngươi phải đem lên đền thờ Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, ngươi chớ nên giấu dê con trong sữa. Nấu dê con trong sữa mẹ nó. Sorry, I shouldn't have left it. No. But the first part it says that the first fruit belongs to God. Cái hoa lợi đầu mùa thuộc về Chúa. So what is this first fruit here we're talking about? Trái đầu mùa mà chúng ta nói đến ở đây là gì? How do you apply what I just shared here? Thế nào chúng ta có thể áp dụng điều này trong đời sống chúng ta? It's very practical. The tithe must be first. The first fruit is your tithe. Rất dễ. Đó là cái 1/10 đó là điều đầu tiên cần làm. Let me explain this in Leviticus 27:10. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 27 câu 30. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the tree, is the Lord. It is holy to the Lord. Phàm thuế 1/10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.
ấy là một vật thánh biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va. See, there's a principle here that we have to capture is that the first part is holy and it belongs to God. Cái điều chúng ta học ở tại đây đó là cái phần 10 là cái điều đầu tiên mà chúng ta dâng lên cho Chúa, đó so là when phần we tithe the 10% that we said, because the word tithe means tenth, we tithe the 10%, it is holy, so we give to God so that God can bless the 90%. Một phần 10 là thánh và chúng ta dâng phần đó thì Chúa ban phước lại trên 90 phần còn lại. Connect that with what we just talked about. When we give God the first fruit, which is the tithe, we redeem the 90%. Cũng vậy, chúng ta dính liền với điều này. Khi chúng ta dâng lên Chúa một phần mười, thì chúng ta cũng phục hồi cái phần chín phần mười còn lại. So how do you redeem the 90% of your cash, or how do you bless your business? By tithing the 10% of your increase. Khi chúng ta dâng một phần mười, thì chín phần kia được Chúa phục hồi. When we do that, simply as that, God blesses us because we give to God what belongs to Him. Khi chúng ta làm điều đó, thì chúng ta được phước vì chúng ta dâng một phần mười cho Ngài. In Malachi it says this, you rob God because you don't give Him the tithes and offering. Trong Malachi, chúng ta ăn cướp Chúa vì chúng ta không dâng một phần mười. So God sees it as a very serious offense when we don't give Him His portion. Đây là điều rất là quan trọng khi chúng ta cần thì chúng ta không làm điều này. And the reason is because it is a test of our heart. Vì đó là một cái bài trắc nghiệm cho tấm lòng. Because you know when you know, because finance is so important to us that when we give, that is a discipline but also a show of gratitude for what God has given us. Khi chúng ta làm điều này, chúng ta bày tỏ đây là một cái kỷ luật trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải dâng lên Chúa một phần mười. So again, when you are tithing the 10%, you are redeeming the remaining 90%. Khi chúng ta dâng một phần mười, thì 9 phần mười sẽ là cái phần được chuộc. You started off with 100% of whatever you have is cursed, but you redeemed it because you gave the 10%. Nếu chúng ta giữ hết tất cả cho mình, thì đó là sự rủa xả. Nhưng nếu như chúng ta dâng phần mười, thì 9 phần kia là được sự chuộc lại. So let me give you an example of how you use that for those of you who receive paychecks, regular paychecks. Đối với những người nhận lương và họ ghi cho mình những cái tờ check á. When you look at your check stuff, so I'll show you what I do at home. On the Wednesday before we receive, my wife receives her pay. On Wednesday they send us the check stuff and they tell us the gross and the net, the amount that she makes before taxes and after taxes. Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ khi chúng tôi áp dụng ở tại nhà, đó là khi mỗi thứ tư vợ tôi nhận cái check thì ở trên cái tờ mà trả đó, chi phiếu trả đó, thì nó có hai phần. Một phần đó là những gì mình thu vào và những gì sau khi đã đóng thuế thì còn dư lại đó. A common question people ask is, do I tithe from my net or from my gross? Cái câu hỏi đặt ra đó là chúng ta dâng dựa theo cái số thu trọn hay là sau khi đã trả thuế. The question I ask is, what part do you want God to redeem? Cái câu hỏi tôi đặt ra đó là cái phần nào ở trên những cái tiền tài vật mà quý vị có được đó là cái điều mà quý vị muốn được phục hồi. What part do you want God to bless? Các bạn muốn Chúa gross. Ban phước phần nào? So what we do is we write down 10% of our gross. Vì vậy chúng ta cần dâng một phần mười của tất cả cái số thu. So those of you who receive paychecks, that's the easiest way to do it. Đối với những ai nhận cái tiền lương từ nơi chi phiếu thì đó là cái điều dễ dàng làm nhất. Before I give to the capital campaign, before I send money to Vietnam, I give to God the 10% that belongs to Him. Đây là cái điều cần làm trước tiên, không phải là những cái thứ dâng vào trong những cái điều sau đó như là cho công việc truyền giáo hay là những công việc chung của hội thánh. I don't make my tithe. I don't. In Vietnamese churches, I've been to a lot of Vietnamese churches, and a lot of people, what they do is they say the church here doesn't need it, so we're going to send it to Vietnam. Tôi đã phục vụ ở nhiều hội thánh, thì có một số những người ở trong hội thánh họ làm điều này, đó là vì hội thánh giàu quá không cần. Tôi sẽ dùng cái tiền đó để gửi đi cho một hội thánh khác. But we have to correct that. The Bible says that you give to the house. Tôi phải điều chỉnh điều này vì cái điều mà Chúa dạy đó là phải dâng vào trong nhà Chúa nơi quý vị đang hầu đang. So you give what belongs to God, and then if you want to offer whatever, you can do that after the 10%.
Điều cần làm đó là dâng hiến một phần mười tại hội thánh địa phương và những phần còn khác, tùy theo tấm lòng mà chúng ta dâng lên qua những cái mục vụ khác cho những nơi khác. I tell you, every time I apply this, God has blessed us tremendously. Mỗi lần mà tôi áp dụng điều này thì tôi được phước của Chúa rất là nhiều. We have made a habit of every time we get a paycheck, we set in our mind at the beginning of the year what percentage we want to start giving at the beginning of the year. Thường thì tôi lập ra những cái bảng liệt kê và cắt đặt trước điều mà chúng tôi cần làm trong sự dâng hiến. So we already planned that at the beginning of this year, this is a percentage, more than 10%, what we're going to give. That's our goal, is at least 10%. Thì những gì mà tôi làm đó là ngay cái ngày, những ngày đầu tiên của năm đó là cái phần 10 hay là hơn 10% đó thì là dâng vào trong hội thánh. And then that way I know what I can offer up to God as extra. Rồi sau đó những cái phần dâng trội đó là những cái điều mà tôi muốn làm thì tôi có thể làm. I remember the last time we did a capital campaign at another church, God told us to participate, so we said okay. We needed to buy another car, but we thought, oh, you know what, let's give to God's house first. And so we went ahead and put money into the capital campaign there, and we just said okay, I'm going to trust God that he'll give us the car that we need. Có một cái cuộc gây quỹ ở tại hội thánh tôi làm, đó là chúng tôi dự định sẽ mua một chiếc xe, nhưng mà cái lời đề nghị đó là cần no, dâng. No, I'm gonna buy my own car. That's different, okay? Let me re-explain it. I'm sorry. Let me re-explain it. That's gonna be confusing. Okay, we were about to give to a building project at church, but at the same time we needed a car, so we wanted to keep that money to buy a car. Dựa theo phần tài chính của chúng tôi thì chúng tôi dự định mua một chiếc xe mới. Nhưng mà cái điều mà tôi làm đó là chúng tôi cần phải biệt riêng phần 10 trước khi làm điều đó. After we gave the 10, we said, you know what, we have enough money, so let's go ahead and give to the church a certain amount to get the building fixed. Sau khi mà dự định trong cái vấn đề tài chính đã sửa soạn xong đó, thì tôi nghĩ rằng tôi có cái ý tưởng rằng là dâng thêm một phần nào đó trước khi tôi mua chiếc xe của mình. At that time, the cars that we were looking for, they were a little bit more than what I wanted, but I prayed about it and we gave to the building campaign, and we just trusted that God would somehow get us the money to pay for another car. Chúng tôi nghĩ đến một chiếc xe nó có thể là đắt giá hơn là điều tôi có thể, nhưng mà tôi quyết định dâng vào trong cái sự gây quỹ để xây dựng hội thánh. Right after we gave to that building project. Và tin rằng Chúa sẽ chu cấp. Rồi sau khi đã dâng xong thì Chúa. I was able to find a car that was half price of what the market was charging. Chúa cho tôi có thể tìm được một chiếc xe mà chỉ có nửa giá thôi. How did I know that was God? Làm sao tôi biết được đó là đến từ nơi Chúa? Because I bought that car online. Vì tôi đã mua chiếc xe đó ở trên mạng. From a dealership. Từ nơi một cái dealer. In another state. Ở trong một cái tiểu bang khác. After I bought it. Sau khi mà tôi mua nó. Now I check that website every time to see if they sell it, and that dealership does not sell a car at that price anymore. Nhưng mà tôi kiểm chứng lại thì nhiều lần tôi trở lại cái trang mạng đó. Thì tôi thấy rằng cái chỗ bán xe đó không bao giờ họ có những cái đặc biệt bán xe hạ giá như vậy. So I know that God gave us that car. Tôi biết rằng Chúa đã cho và chu cấp như này. Very recently we committed to giving to the capital campaign here for the church here. Vừa rồi thì gia đình chúng tôi cũng đã đóng góp trong sự xây dựng cơ sở. In about a week and a half after we decided to give to the capital campaign. Sau một tuần rưỡi dâng lên cái chi phí này thì Chúa cho. Out of nowhere we receive a sum that was more than what we gave. Điều mà Chúa làm đó là Chúa cho người khác, chu cấp qua một người khác hơn những gì mà tôi đã cho ra. The last few weeks I've been praying to God. I said, God, I need a guitar for my office. I want to spend time when I'm here to praise you. Một vài tuần trước thì tôi cũng cầu nguyện xin Chúa cho tôi một cái cây đàn tay cầm. A few weeks ago, someone said, I have a guitar I want to give you.
Rồi có Chúa có gửi đến một người và nói rằng tôi có một cái cây đàn tay băng cầm và tôi muốn cho anh. And that person didn't know that I wanted a guitar for my office. Người đó thì không biết là tôi cần một cái cây đàn tay băng cầm cho cái văn phòng tôi. You know, it's a guitar that most people they have these old guitars they give, so it's maybe one of those that's low end or maybe $100 or $200. Tôi nghĩ đến có thể lắm cái đàn đó là một cái đàn cũ hay là một cái đàn không có được cao cấp. Hay là một cái đàn khoảng chừng 100 đồng. Last night I got the guitar and it's virtually brand new and it's one of the nicer guitars you could ever buy. It's a Martin guitar, very nice. Nhưng mà cái đàn tôi nhận được đó là một cái đàn rất là tốt, nó mới tinh, chưa từng dùng qua. No, no, it's been used but it's very new. I mean, it's still pretty new. Nó được dùng nhưng mà nó rất là mới. It's amazing when you give to God and you can trust him that he can take care of you. Thật lạ lùng khi chúng ta nương nơi Chúa và dâng cho Ngài thì Chúa sẽ and chăm sóc chúng ta. Pray and I hope that the church, as a church, we can experience that too. Tôi cũng cầu nguyện hội thánh cũng kinh nghiệm được điều này. It is my hope that you experience what it is to live generously, to be faithful to giving to God and see God bless you. Hy vọng hội thánh cũng sẽ sống một đời sống có thể live cho generously ra and let God bless you. Để Chúa ban phước. See, when we give God the correct portion that belongs to him, God can bless that 90%. Khi chúng ta làm theo nguyên tắc của Chúa, dâng lên cho Chúa thì Chúa sẽ ban phước lại 9 phần 10 của những gì còn lại. Maybe that 10% that you give, it's a lot throughout a year, but what would you rather have? God to bless your 90% or for 100% of what you have to be cursed? Có thể 10% của cái vấn đề thu nhập của các bạn là nhiều lắm. Nhưng mà khi mình làm điều đó đó thì Chúa hoặc là mình giữ lại 1/10 để 100% nó bị rủa xả hay là dâng 1/10 để Chúa chuộc lại cái phần 9/10. I mean think about this. If you let's say you kept the 10% to yourself, what would you do? Maybe let's say you invested to do something. It's still you trying to do something for yourself. Có thể ý tưởng đó là giữ lại 1/10 mà bạn có thể làm được gì với cái 10% mà mình giữ maybe lại. Maybe you try to do a business with it, whatever you do with it. Có thể là cố gắng nỗ lực trong vấn đề buôn bán. But still it's you using your own strength. Nhưng mà điều đó chỉ là sức riêng của mình. But if you give the 10% that belongs to God and when God blesses your 90, not only are you making your money, but God is causing everything around you to bless and benefit you. Khi dâng 1/10 thì 90% đó sẽ được Chúa ban phước và chúng ta làm thêm và Chúa ban phước thêm trên những điều đó. Let your 90% be blessed. Hãy để 90% còn lại của mình được phước. May God bless you as you faithfully give to what belongs to him. Nguyện xin hội thánh dâng lên Chúa 1/10 những gì thuộc về Ngài. On the note of giving, I just want to clarify something real fast. Có một cái điểm tôi cần muốn quý vị để ý. The 10% I shared that applies to people that receive paychecks from an employer. Những người nhận chi phiếu thì có thể dễ dàng làm 1/10 dân hiến. But to people that have businesses or you have employees, you're supposed to give differently. For people that have businesses or they own their own business and they have employees, they're supposed to give differently. Đối với những ai làm buôn bán thì họ có những người làm ở dưới mình thì họ cần dân hiến theo cách khác. And in your case, it may be different. Trong cái trường hợp đó thì nó khác. I had a family that I helped out years ago where they thought that they were supposed to give a certain amount and they ended up finally where they ended up owing $100,000+ because they were giving so much but they were not properly tithing correctly. Có một gia đình tôi giúp họ cũng là những người làm buôn bán thì họ nghĩ rằng họ phải dâng ra một cái số đã định. Nhưng sau khi họ làm điều đó thì họ đã mắc nợ. Why? Because they were giving beyond what they were supposed to be doing. Vì họ đã cho ra hơn cái điều họ có. And they didn't realize that was not the right principle. Và họ nhận ra rằng đó không phải là cái nguyên tắc đúng. Because they were not tithing correctly, they actually were giving way too much and they got themselves into debt. Họ đã không dâng 1/10 đúng nhưng mà họ đã cho ra, thành ra họ đã bị mắc nợ. And so there's some people, not a lot, but some people can give too much and not realize it. Một số người họ đã làm điều đó và họ đã cho ra hơn là
cái phần dâng hiến. I want to be clear here. If you want to give more, it's okay. But I want to make sure you understand is that there's sometimes if you don't apply the principle correctly that you can be giving more and not realize it and not be blessed because of it. Điều tôi muốn nhắc là không đừng có nghĩ một cách sai trật đó là cái vấn đề đó là chúng ta cần dâng hiến một phần mười. Còn vấn đề mà cho ra đó là mình tùy theo mình. So in the case, let's say you own a nail shop. Thí dụ có một cái tiệm, mình có một cái tiệm nail. And you have to pay your employees. Mình phải trả lương. Of course, let's just say you took in $10,000 that month. Có thể tháng đó 10,000 đồng thu nhập. $10,000 is not your gross. 10,000 đó không có nghĩa là cái tiền mà bạn đã nhận vào. Because $6,000 of it belongs to your employees. Vì 6,000 đó thuộc về những người làm công cho mình. So pay your employees. Trả cho những người đó trước. And let them tithe. Để cho họ làm công việc dâng phần 10. But whatever you have for increase after you pay for the supplies and materials, then let's say you have $2,000 back. Rồi chính quý vị là những người làm chủ đó thì trừ ra những cái phần chi phí, cái phần mà thu vào chẳng hạn như là 2,000 đồng. Then you tithe. Đó là cái phần mà mình cần dâng lên một phần 10. Okay, don't tithe the 10% and think that don't tithe on 10,000 if you only made 2,000. Make sense? Mình không cần thiết phải dâng một phần 10, có nghĩa là 1,000 đồng trong lúc mình chi số chi đó thì cần phải trang trải và số thu chỉ có 2,000 thôi. And the family that I told you, that's what they thought. What they did was they tithe for their own employees. And they end up giving so much money in a month, but they were reckless and they didn't have the money, and so they end up owing hundreds of thousands. I had to help them get out of that. Đó là cái gia đình mà tôi có đề cập đến vì họ không làm theo nguyên tắc này, họ đã dâng một phần mười ở trong cái số mà cái lương của người phải trả, thành ra họ cuối cùng là mắc nợ rất nhiều. So there are many of you have businesses, and your business may be different. So if you have questions about giving, you can talk to me directly. I can help navigate you through so that you can do what you need to be doing correctly. Đối với những ai ở đây có làm thương mại và có đặt câu hỏi thì tôi có thể giúp đỡ. So you have questions on that, please ask me. I do not share your financial information with people, nor do I share with even my own pastor. So that's something that will be confidential, but if you have a question on that, I can help you through that because I want you to be blessed. Cái sự cố vấn này thì tôi cũng nói rằng tôi sẽ giữ bí mật và không có đưa ra. Và tất cả những điều tôi làm để giúp quý vị được phước. Earlier I shared with you how God gave me that guitar and how God gave us money more than what we gave to the capital campaign. Tôi mới chia sẻ với quý vị về câu chuyện mà tôi muốn mua chiếc xe nhưng tôi cũng muốn dâng hiến. No, how when God gave me that guitar that I have in my office right now, or how God gave us the money more than the amount that we gave to the capital campaign this here at church. Tôi nói về cái đàn guitar cũng như là cái số tiền mà tôi nhận được qua cái vấn đề tôi dâng hiến trong gây dựng cơ sở. You know what's important to me? Điều quan trọng đối với tôi là gì? I like the guitar, yeah. Tôi thích cái đàn tay băng cầm. I like having money in my banking account, yes. Tôi muốn tiền ở trong nhà băng. What's more important to me is that God answered my prayer and it lets me know that God hears me. Điều quan trọng nhất là tôi nghe được tiếng của Chúa và tôi làm theo. God knows who I am. Chúa biết tôi là ai. That's why I want God to answer my prayer. Đó là lý do tôi muốn Amen. Chúa trả lời cầu nguyện tôi. Amen. That's why when we're faithful and obedient and God will bless us and then we will know that God is with us. Khi chúng ta trung tín với Ngài, Chúa ban phước thì chúng ta biết rằng Chúa ở với chúng ta. It is our desire as pastors here at VBC, Pastor Khan, myself, Pastor Sam, that VBCers, we will know that God loves us and that God answers our prayers. Ở đây hội thánh Chúa là mục sư Khánh, mục sư Đạt, rồi mục sư Samuel. Chúng tôi muốn nghe cái sự trả lời đáp lời từ nơi những lời cầu nguyện của Chúa. It is my desire to hear more answered prayers. I hope one day you'll stop me and say, Pastor Michael, I have a story I want to share with you. I gave this and God blessed me with that. Điều mà tôi muốn từ nơi hội thánh đó là có nhiều người sẽ dừng tôi lại và nói tường trình với những điều mà Chúa làm qua những cái lời cầu nguyện của tôi. Wouldn't that encourage you if someone stopped you and said, let me tell you what God did for me? Điều đó có khích lệ quý vị không khi có một người nào đó
dừng bạn lại và chia sẻ những phước hạnh mà họ nhận được trong sự cầu nguyện. Encourage you when you stop someone and tell them what God did for you? Điều đó có thể là chính bạn khích lệ những người khác khi chia sẻ những lời những sự đáp lời của Chúa cho đời sống bạn. May God bless you as you are faithful and obedient to what the Lord has instructed us. Cầu nguyện xin Chúa Ngài cứ giúp các bạn trung thành và nhờ cậy Ngài. May your barns be filled and your vats overflow. Nguyện xin vựa của quý vị đầy tràn và những thùng rượu được tràn. May you have more than what you need and can live generously to help others. Nguyện xin Chúa ban phước hơn những gì bạn có và sống một đời sống cho ra. Rise with me and let's pray. Chúng ta cùng nhau đứng dậy và cầu nguyện. Dear God, we thank you, God, because we get the chance to worship you this morning. Cảm ơn Chúa Ngài cho chúng con cơ hội để thờ phượng Ngài. Holy Spirit, I ask that you would minister to our hearts. Đức Thánh Linh ơi, xin Chúa Ngài đến với chúng con. We thank you, Lord, for being reminded, Lord, that you want to bless us. Chúng con tạ ơn Chúa Ngài nhắc chúng con nhớ rằng Ngài muốn ban phước cho chúng con. But we just have to apply your principles regularly. Nhưng chúng con cần áp dụng những điều này, nguyên tắc này trong đời sống chúng con. I ask that as my brothers and sisters go out and apply the principle of first, that you would open doors and show them new things in their life. Xin Chúa Ngài ban sức mạnh để chúng con làm theo và nhìn thấy những phước hạnh của Ngài. That they may be blessed. Để họ được phước. We thank you. Cảm ơn Chúa. Now I just want to challenge you in here. If there's anyone in here, you heard the message and you just sense that you need prayer for yourself to give or pray for your business or pray for whatever needs you have financially so that you can give freely to God. Whether it is you need more wisdom, whether it is you need just a better understanding of what God has. I'd like for you to, I would like to open the altar and invite you to come up so that I can pray for you. Tôi muốn thách thức quý vị, những ai muốn dâng hiến, những ai muốn cơ sở buôn bán của mình cũng như là những công việc của mình được thành vượng để chúng ta có thêm những phước hạnh về tài chính dâng vào nhà Chúa thì xin mời quý vị lên để được nhận lấy sự cầu. I believe in imparting what God has given you. I believe in imparting drink tải. Tôi cầu nguyện, tôi tin vào sự chuyển tải. And so I know that the Lord has blessed me. I've had a lot of financial blessings. So if you sense that you need that financial blessing, the type where money comes from out of sight or gifts come in, if you feel that that's something that you need, come on up here. I also want to pray for you about that too. Chính tôi kinh nghiệm điều đó và chính tôi cũng muốn làm điều này cho quý vị. Ai cần thì xin bước lên để được cầu nguyện. So those of you who need prayer, come on up. As you're coming up, I'm going to close the service. It's good to have you guys, everyone with us this morning, this afternoon. May God bless you. May you experience the riches of heaven because you are faithful to the principles that the Lord has for you. Cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện cho những người này nhưng mà những người ở trên. May God bless you with the riches of heaven. Xin Chúa ban phước trên quý vị. As you are obedient to follow through. Khi quý vị tiếp tục vâng phục Ngài. May God bless you all. Chúa ban phước. I'm going to pray for everyone. For those of you here, you don't need prayer. God bless you. See you on the other side. Với những ai cần sự cầu nguyện xin tiến lên, những ai cần đi qua bên COC thì cứ tiếp tục.